Xin lỗi Tuấn, tớ phải xóa game ngươi vì mẹ tớ bắt tớ chơi Free phải ở. Vậy sao? Tớ sẽ thất buồn đó. Thôi tớ phải xóa đây. Thôi mình cũng phải vang đây. 22 triệu ,777 777.777 năm sau. Lưu ơi, mẹ mới tìm được chiếc gà ta cũ của con này. Con còn muốn lấy lại không? Dạy con cảm ơn mẹ. Nhiều tuần quá, mình phải vào đêm gặp cậu ấy mới được. Ô sao nhân vật của mình xấu thế? Thôi cho mẹ Tuấn thôi, cậu ấy đang chơi với vì vậy sao? hào hào vui ghê lần sau chơi tiếp nhé hà ok anh tuấn xin chào tuấn cậu là ai mà lại biết tên tớ đúng rồi tớ là lê đây mà ông lê sao tớ đã rất nhớ cậu đó tớ nghĩ rằng cậu nên đổi nhân vật không cậu sẽ bị bắt nạt đấy tớ biết rồi tớ sẽ cho cậu bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín kim cương thôi tớ có tám mươi chín nghìn ba mươi bảy kim cương rồi tớ xong rồi nè cậu đẹp lắm ha ha ơn cậu ta mấy cậu ơi tớ có thể thêm bạn tớ vô được không được xin chào các cậu chào Ê à, hay chúng ta cho tên, tuổi và mặt đây. Ok. Tớ trước nhé, tớ là Lê tớ 17 tuổi và đây là tớ. Cậu xinh lắm. Xinh đó, dễ thương. Cảm ơn. Đến tớ, tớ là Tuấn, tớ 19 tuổi và đây là tớ. Gì vậy em mờ? Bạn tôi đây sao? Không. Hai nó sao mọi người chửi mình?